Giêsu trên đường phố dài. Tôi gặp Giêsu nơi người già em bé. Tôi gặp Giêsu với quần áo tà tơi. Giêsu không lời, Giêsu mỉm cười những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giêsu nơi người khốn cùng. Tôi gặp Giêsu nơi người đang đói khát. Tôi gặp Giêsu trong căn nhà sơ sát. Có em thơ chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời. Đến đây chúng kết muôn đau cảm tạ. Giờ đây cha Phêrô sẽ giới thiệu quý cha với quý sơ đến thăm giáo xứ chúng ta và dâng lễ cầu nguyện cho bình an giáo xứ. Rồi sau đó tôi sẽ đại diện cộng đoàn để chúc mừng quý ngài. Con xin trân trọng giới thiệu với cha chánh xứ, cha phó, thầy sáu, quý thầy, quý sơ và quý vị trong hội đồng mục vụ và toàn thể anh chị em, đặc biệt là các con thiếu nhi trong ngày thứ năm thân mến. Được sự chấp thuận của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, hội dòng của chúng con đến để viếng thăm và nói chuyện với Đức Tổng ngày hôm qua. Và đặc biệt hôm nay chúng con lại được cha chánh xứ và toàn thể cộng đoàn thương để chúng con đến đây cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa vì hồng ân 15 năm hội dòng Đức Bà Chúa Ba Ngôi Chí Thánh hiện diện tại Việt Nam. Và trong dịp này đến viếng thăm Việt Nam và đặc biệt đến dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay, con xin trân trọng giới thiệu cha Tổng quyền dòng Nam Đức Bà Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Father Peter Massaret. Sơ bề trên Tổng quyền dòng nữ của cộng đoàn của hội dòng chúng con, Sister Megan Mary. Cha bề trên dòng ba của hội dòng chúng con, cha Dan Esther, Father Dan Esther. Cha Tổng Thư ký của hội dòng chúng con, Father Brandy William. Và các cha cũng đã đến để dâng thánh lễ cầu nguyện của chúng con xin trân trọng giới thiệu cha Phạm Quốc Văn, phó giám đốc của hội của liên dòng tu sĩ của chúng ta dòng Đa Minh. Cha Giuse Hoàng Ngọc Dũng, giáo sư Đại chúng Viện, hiện bây giờ ở tại trung tâm mục vụ. Cha Cao Ngọc Dũng cũng rất thân quen với chúng ta giáo sứ Nam Hòa của dòng Thánh Tâm. Cha Phêrô Phan Khắc Từ, nguyên giáo sứ Vườn Xoài. Và người anh em của chúng con, cha Francis Lê Ngọc Toán, cùng trong hội đồng của chúng con. Trọng kính cha bề trên Tổng quyền. Sư bề trên Tổng quyền và quý cha trong hội dòng Đức Bà Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Kính thưa quý cha và quý khách, thật là vinh dự cho giáo xứ Nam Hòa chúng con được tiếp đón cha bề trên, sư bề trên Tổng quyền
và quý cha viếng thăm và dâng thánh lễ bình an cho giáo xứ trong thánh lễ chiều thứ năm hàng tuần, nhân dịp các ngài viếng thăm Đức Tổng Giám mục Phaolô tham quan du lịch thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày lễ lớn của đất nước Việt Nam. Con xin thay mặt cho cộng đoàn giáo dân và các em thiếu nhi hiện diện trong thánh lễ chiều nay, xin chào mừng phái đoàn, kính chúc cha bề trên và phái đoàn được an vui mạnh khỏe, bình an của Chúa phục sinh trong những ngày sống tại đất nước Việt Nam thân yêu của chúng con. Nguyện xin Chúa chúc lành cho hội dòng Đức Bà Chúa Ba Ngôi Chí Thánh luôn có nhiều ơn gọi trong công cuộc loan báo tin mừng ngày nay. Chân thành chào mừng và kính chúc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Không có gì vui cho bằng khi Chúa đã sống lại. Đó chính là nguồn sức sống cho người Kitô hữu chúng ta. Và hôm nay niềm vui đó được thể hiện một cách cụ thể và tròn đầy khi quý cha bề trên tổng quyền và quý cha trong hội dòng Đức Bà Chúa Ba Ngôi Chí Thánh đến thăm giáo xứ chúng ta. Vì thế chúng ta cùng nhau hiệp với các ngài dâng thánh lễ này để tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho công cuộc truyền giáo loan báo tin mừng tại đất nước Việt Nam này. Lạy Chúa, Chúa đã sinh xuống làm người để tu độ trần gian. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã chết trên cây thập giá để thứ tha chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã sống lại mở đường đưa nhân loại về thiên quốc. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong mùa vượt qua này, Chúa đã biểu dương lòng nhân hậu vô biên là giải thoát chúng con khỏi bóng đêm lầm lạc. Xin cho chúng con được tận hưởng ơn phục sinh Chúa ban và ngày càng gắn bó với lời chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bà trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, Thiên Thần Chúa nói cùng Philippe rằng: hãy trỗi dậy, đi về Bethlehem, theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Đường ấy vắng vẻ, người trỗi dậy ra đi. Và này có một người Ethiopi là thái giám quyền thế của nữ hoàng Kanda xứ Ethiopi và là tổng quản công khố của nữ hoàng. Ông đến chầu lễ tại Jerusalem. Lúc trở về, ông ngồi xuống trên xe đọc sách tiên tri Isaiah. Thánh Thần bảo Philippe: hãy tiến lên và theo cho kịp xe kia. Philippe chạy tới, nghe thấy ông ấy đọc sách tiên tri Isaiah, liền hỏi: ngài có hiểu được điều ngài đọc không? Nhà quan trả lời: làm sao tôi hiểu được nếu không ai chỉ giáo cho tôi? Nhà quan liền mời Philippe lên xe ngồi với mình. Đoạn thánh kinh ông đang đọc như sau: như con chiên bị đem đi làm thịt, người phải điều đi. Như con chiên trước người thợ xén lông, không kêu một tiếng, người chẳng mở miệng. Trong cảnh nhục nhã, người bị lên án bất công,
Còn ai kể lại dòng dõi của người, vì mạng sống người bị cất khỏi trần gian. Viên thái giám lên tiếng hỏi Philippe rằng: Tôi xin hỏi ông, Đấng Tiên Tri nói điều ấy về ai? Về chính mình hay về người nào khác? Philippe mở miệng rao giảng tin mừng Đức Giêsu cho ông, bắt đầu từ đoạn thánh kinh đó. Đang đi dọc đường, đến nơi có nước, vị thái giám liền nói: Này nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? Philippe nói: Nếu ông tin hết lòng thì được. Đó là lời Chúa. Chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: Không ai đến được với ta nếu Cha ta đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy. Và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo, ai nghe lời giáo hóa của Cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra, đấng ấy đã thấy Cha. Thật, ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn phụng vụ và đặc biệt là các con thiếu nhi rất thân mến, Cha hỏi các con thiếu nhi xem ai nhớ. Sau khi Chúa Giêsu chết rồi thì các tông đồ, các môn đệ của Chúa Giêsu ở đâu? Em nào nhớ ở đâu? Ở trong một cái nhà nào? Và các ông làm cái gì? Ai nhớ nào? Dạ thưa cha, lúc đó họ ở nhà đóng chặt cửa lại để cầu nguyện. Các môn đệ sau khi Chúa Giêsu chịu chết thì các ngài run sợ đóng chặt cửa lại, ở trong đó cầu nguyện vì sợ người đó Do Thái. Các con cho một tràng vỗ tay. Các con nhớ rồi, giỏi rồi. Bây giờ trong lúc mà các môn đệ ở trong nhà như vậy, đóng chặt như vậy, thì Chúa Kitô phục sinh có vào được không? Vào được. Nhưng mà có một lần thì có một ông nào, ông không ở trong đó mà ông đi ra ngoài. Mình vừa nhắc là nhớ rồi. Thành thành ông thánh tông đồ đó tên là Tô-ma. Ông Tô-ma, cảm ơn con trong một tràng vỗ tay. Ông Tô-ma, ông ra ngoài rồi các môn đệ anh em bảo rằng được thấy Chúa rồi. Ông có tin không các con? À không tin. Ông không tin rồi Chúa có cho ông có thấy để ông tin không?
8 ngày sau thì Chúa Kitô phục sinh hiện đến, có ai ở đó nữa? Có ông Tôma. Chúa Giêsu bảo ông Tôma làm sao? Hãy làm sao? Cái tuần Chủ nhật hãy làm sao? Hãy đưa ngón tay con làm sao? Thôi cha và lỗ đinh và ba cạnh thường của thầy. Đúng rồi, hãy thọc cái ngón tay con vào lỗ đinh của bàn tay và hãy thọc cái cả cái bàn tay con vào cạnh thường của thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Thấy rõ ràng được cái sự kiện Chúa phục sinh rồi. Đố các con biết ông Thánh Tôma lúc đó ông nói gì á? Ông nói làm sao á? Dạ thưa cha, là ông nói là lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Đúng rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay. Rồi, cảm ơn các con. Đó là những sự kiện cha tạm nhắc lại. Chúa Kitô phục sinh đã hiện diện để củng cố đời sống của các tông đồ. Trong bài đọc một hôm nay, các con thấy có thánh tông đồ tên gì đi làm cái công việc gì vậy? Ai đọc bài đó? Con nhắc lại, ông thánh đó tên là thánh gì vậy ta? Thánh tên là thánh gì? Thưa cha, thánh đó tên là Philippe và ông đang đi rao giảng tin mừng cho một biên quan ở xứ T.O.P. Rồi ông làm phép rửa cho ông biên quan đó. Hoan hô, bạn vừa đọc lời Chúa và nhớ ngay. Như vậy thì hôm nay đối với đời sống của người Kitô hữu của chúng ta, mừng Chúa Kitô phục sinh, đặc biệt là các con thiếu nhi, có thể học nơi gương của Thánh Philippe tông đồ, có thể đi rao giảng tin mừng cho anh chị em xung quanh được không? Được không các con? Cách nào? Ở gia đình các con ngoan ngoãn, vâng lời, thảo hiếu với cha mẹ. Các ngày thường cũng như ngày Chủ nhật, đặc biệt là ngày thứ năm, dành riêng cho các con. Các con đi đâu? Đi nhà thờ để thờ lạy Chúa Giêsu. Các con lắng nghe trong bài tin mừng Chúa Giêsu bảo: ai ăn thịt và uống máu thầy thì không những là sống ở cái đời này không, mà được cái sự sống đời sau nữa. Thầy, vậy là các con siêng năng học giáo lý, siêng năng lãnh nhận bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể, là cách thức để các con loan báo tin mừng, cũng như cái hình ảnh của Thánh Philippe trong bài đọc một hôm nay. Ước mong là mỗi người trong chúng ta, cách này hay cách khác, chúng ta đến gặp gỡ, chúng ta đến sống cái cuộc sống rất là bình thường, rất là dễ thương, rất là ngoan hiền, rất là khiêm nhường, để người ta nhận ra được cái dấu chỉ tình thương của Chúa nơi chúng ta. Và đặc biệt chúng ta giới thiệu Chúa như cái cách thức của ông Philippe đã nói về Chúa, và cái người quan thái giám đó đã xin để được nhận phép rửa, được sống trong cộng đoàn yêu thương phục vụ mà Chúa Kitô hằng mong muốn. Amen. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở lên cho chúng con mình và bao Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn để mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức cây, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn để mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu,
sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bể trời nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới nhờ kết hợp với Đức Kitô phục sinh, đấng hằng sống và hiền tri muôn đời. Mời cộng đoàn ngồi, chúng ta lắng nghe cha bề trên tổng quyền có đôi lời với giáo sư chúng ta. Good evening. Chào tất cả quý ông bà anh chị. On behalf of the Society of Our Lady of the Most Holy Trinity, of our entire community, we would like to extend our profound gratitude to Father Joseph, your pastor, and to all of the priests who have come to join us here this evening, and to all of you for making this celebration so very special to us. Tôi xin đại diện cho quý giáo sĩ cũng như là giáo dân ở trong tu hội của chúng tôi, trong nhà dòng của chúng tôi, để nói lên tâm tình biết ơn của chúng tôi dành cho cha sở Giuse đã đón tiếp chúng tôi, cũng như là quý cha cùng hiện diện dâng thánh lễ độc tế với chúng tôi, và cảm ơn tất cả sự hiện diện của anh chị em trong buổi thánh lễ này. This is the first time that the four of us are visiting Vietnam, and we have been profoundly moved by the experience because we have discovered a people with a great faith and a burning charity and love for God. Và đây là lần đầu tiên mà bốn anh em chúng tôi đến thăm Việt Nam, nhưng đã để lại một cái ấn tượng hết sức là sâu sắc bởi vì đời sống đức tin của giáo dân ở Việt Nam, những người mà chúng tôi đã gặp gỡ tiếp xúc đã để lại một ấn tượng rất đẹp về đời sống đức tin của anh chị em, về lòng yêu mến của anh chị em dành cho giáo hội. We also feel very much at home here because what our community values and strives to follow, I think in many ways, is seen here in the faith that's lived by the people of Saigon, and that is a people who are devoted to our Blessed Mother Mary and a people who are devoted to helping those who are in great need. Và chúng tôi cảm thấy như mình đang ở trong gia đình của mình vậy. Bởi vì cái sự hiếu khách của quý ông bà và anh chị em, bởi cái sự đồng nhiệt tiếp đón của quý ông bà và anh chị em, cũng như của các cha ở đây, đã dành những cái tình cảm dành rất là quý mến dành cho chúng tôi. Và chúng ta cùng chia sẻ một đức tin, và chúng ta cùng cảm nhận như chúng ta cùng một người mẹ, có cùng một người mẹ trong gia đình, đó là mẹ Maria hằng ban phúc lành cho chúng ta. Finally, I would like to thank the two priests from our community who are stationed here in Vietnam, Father Peter Zhao and Father Francis, for their dedicated service to the church here and for helping prepare the way for our community to, God willing, have a presence here in the Archdiocese of Saigon. Và tôi cũng chân thành cảm ơn hai cha, đó là cha Giáo và cha Hoàng,
là hai cha là thành viên của hội dòng của chúng tôi. Hai cha đã hiện diện ở Việt Nam và đã hy sinh rất nhiều để cộng tác với các giáo xứ và cũng là để gây dựng cho sự hiện diện của hội dòng của chúng tôi, để chúng tôi có cơ hội để hiện diện và phục vụ quý ông bà và anh chị em tại Việt Nam, đặc biệt là cụ thể ở Sài Gòn. Thank you again for your wonderful hospitality and spirit and witness of faith. Please pray for our community, and I can assure you that we will be praying for all of you. Thank you and God bless. Và xin quý ông bà và anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện cho hai cha, để hai cha có thể sử dụng tất cả những tài năng mà Chúa ban cho các ngài, để các ngài có thể phục vụ cho anh chị em, cũng như là giúp phát triển hội dòng của chúng tôi. Và chắc chắn chúng tôi cũng sẽ cầu nguyện đặc biệt cho quý ông bà và anh chị em, cũng như cho giáo hội Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Thank you.